Kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em còn 4 cây rau cúc này nha. Em chuẩn bị chuyển nhà rồi nha mọi người. Nên là chiều nay em sẽ lên video ha. Em còn đó. Nói chung là em còn chừng này cần này. Chiều nay em lên video. Em sẽ bán hết để em chuyển nhà nha. Chứ cái này đem theo không được. Em sợ gãy cần, rất cần lắm. Nên là em còn 4 cây gamma cát sư nè. Đó, cây này là đầu tiên. Cây gamma này là một cây trợ máy nha, cần cây trợ máy bát titanium của Japan nè. Cây này dài 5m3 ạ. Có trè xước nha. Cây này thì có trè xước dâm như thế này. Đó, mọi người nhìn kỹ không ạ? Đó, xước như thế này ha. Rồi, cây này 5m3 đọt 1 ly. Nặng của nó là 170g nha mọi người. 70 đúng rồi. Có xước nha. Ở trong thì không, cũng có xước dâm nhưng mà ít hơn những cái cây này ở ngoài chút xí ha. Này, đầu bông như thế này ạ. Cây này đợt trước là bán hai, em có hai cây mà em bán một cây rồi. Cái này giá của nó là 2 triệu à. Đợt trước em bán được 2 triệu. Cái này đợt trước em bán 2 triệu đợt này. Em sẽ để cho mọi người nha. Em lấy lại vốn thôi ạ. Em để cho mọi người 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 em không bớt nữa nha mọi người. Rồi. Rồi, cây này cây thứ hai, cây này là cây gamma. Gamma này đời cũ rồi nha. Phôi nó rất là dày. Cái này phôi nó rất là dày. Đó, có trước nha. Có trước như thế này nè ha. Đó. Đây. Cái lông hai nó có cái xước một cái vệt như thế này nha mọi người. Cái này thì để lại câu cũng không ảnh hưởng gì hết nha. Cái này nó chỉ xước một cái lớp mỏng, thiệt mỏng thôi. Nó không phải là nứt hay là bể gì đâu ạ. Cái này dài 6m6, nặng 450g, đọt 0,8 gấp 25 nha mọi người. Cây này được này, còn một cây cuối cùng thôi. Mọi người lấy, em để giá rẻ cho mọi người luôn. Cây này để giá rẻ cho mọi người, giá 1 triệu 3 ạ. 1 triệu 3 nha. Cây này em còn cái hộp hay sao á. Rồi, còn cây này. Cây gom 5m3, 5m8 và 6m2 như em giới thiệu bữa giờ rồi ha. Có trè xước nha mọi người. Đó, có xước thôi nhưng mà xước rất là ít nha. Đó, mọi người thấy không, nó xước này. Đó, có xước như thế này ha. Đó nè. Rồi, xước ít. Đầu bô đây ạ. Nhiều khi á, ví dụ mình, em không có để ý lắm, cái đầu bô này nó tuột keo ra mọi người. Mọi người có thể giúp em dán keo lại thôi. Hoặc là làm lại nó dán cái đầu bô keo này, nó tuột cái dây đầu cần này ra nè. Mọi người làm lại cái đầu bô giúp em thôi. Chứ cần mất tiền như vậy mà chuyển đi chuyển lại thật sự rất là tội em. Với lại á, nhiều khi mọi người kiểm tra hàng á, những cây cần như thế này nè, em để lên đây thì không sao nha, chứ mà mọi người để dưới đất á là trầy hết cần luôn á, thật sự rất là tội em luôn á. Rồi, cây này gom đợt trước em bán được 5 triệu 3 nha. Đợt này em sẽ xả rẻ cây này cho mọi người, giá cây này em để cho mọi người giá 4 triệu. Lấy lại. Rồi, cây cuối cùng đây. Cây này là cây 4m4. Có anh dặn rồi mà anh không lấy nữa. Đó. Cây 4m4. Còn một cây cuối cùng. Em khóc cái xô. Cây này nặng 55g nha mọi người. Đầu bu 360 độ. Đầu bu này mạnh lắm. À, đọt mạnh lắm. Đây ạ. À. Đầu bu 360 độ nha. Mạnh như thế này. Đọt này tầm 0,6 ly. Gốc này là gốc 17. Có trầy xước nè. Ừ. Đây nè, có xước xước như thế này. Rồi có xước dâm. Thu gọn của nó là 60cm nha mọi người. Nặng 55g. Cây này được trước em bán 3 triệu rưỡi. Đợt này anh nào lấy thì em sẽ để giá 3 triệu 2 nha. Rồi, em còn một cái cuối cùng này, em sẽ giảm giá tích cực cho mọi người luôn ạ. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chiều nay hoặc là ngày mai em sẽ lên video, em xả hết cần nha mọi người. Tại vì em chuẩn bị chuyển nhà rồi, em sợ là đem đi á, cần nó nứt gãy hay nó bể gì á,
sợ đem đi mà không cẩn thận á, nên là mong mọi người ủng hộ em sẽ giảm giá. Mọi người cứ em đưa lên giá, nếu mà em bớt được thì em sẽ bớt cho mọi người, hoặc mọi người có thể đưa ra giá mình thích. Mà em thì em lúc nào cũng muốn khách hàng mua hàng được vui vẻ hết, mọi người có thể đưa ra giá cho em, nếu mà được thì em sẽ bán ngay, em nhắm được là em bán ngay, còn không thì em với khách có thể thương lượng thêm ạ. Rồi, cảm ơn mọi người ạ.